Thưa quý vị và các bạn, tối nay 28 tháng 9, lễ khai mạc Festival Chí Linh Hải Dương 2023 Tinh Hoa Hội Tụ Khát Vọng Tỏa Sáng đã chính thức diễn ra tại Quảng trường Sao Đỏ, thành phố Chí Linh. Tới dự có Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến và lãnh đạo một số bộ ngành trung ương, lãnh đạo tỉnh Hải Dương có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy Trần Đức Thắng, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lê Văn Hiệu, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Triệu Thế Hùng, các đồng chí lãnh đạo tỉnh và nguyên lãnh đạo tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh qua các thời kỳ, lãnh đạo các ban ngành đoàn thể của tỉnh, của thành phố Chí Linh và các huyện, thành phố thị xã trong tỉnh, các đoàn đại biểu là lãnh đạo các tỉnh, thành phố lân cận cùng đông đảo nhân dân thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương và du khách. Chương trình khai mạc được mở đầu với màn khai từ Chí Linh Tinh Hoa Hội Tụ, phản ánh sinh động vùng đất Chí Linh, địa linh nhân kiệt, là một trong hai trung tâm kinh tế, văn hóa và du lịch của tỉnh Hải Dương, giữ vị trí chiến lược quan trọng của vùng đồng bằng sông Hồng và của cả nước. Festival Chí Linh Hải Dương 2023 được tổ chức với nhiều chương trình phong phú đa dạng hấp dẫn gắn với các hoạt động lễ hội mùa thu Côn Sơn Kiếp Bạc, tưởng niệm 581 năm ngày mất của anh hùng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới Nguyễn Trãi, đồng thời tôn vinh, quảng bá giá trị di sản văn hóa nổi bật và thành tựu phát triển kinh tế xã hội, khát vọng phát triển thành phố Chí Linh và của tỉnh Hải Dương. Với chủ đề Tinh Hoa Hội Tụ và Khát Vọng Tỏa Sáng, Festival giới thiệu tinh hoa của đất và người Chí Linh, tỉnh Hải Dương tới đông đảo bạn bè trong nước và quốc tế, góp phần gìn giữ phát huy và lan tỏa giá trị văn hóa truyền thống lâu đời của vùng đất lịch sử anh hùng, khẳng định sự phát triển của thành phố Chí Linh với những lợi thế mới đang chuyển mình mạnh mẽ và nhiều tiềm năng dư địa thu hút đầu tư phát triển. Diễn văn khai mạc của Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Chí Linh, Trưởng ban chỉ đạo Festival Chí Linh Hải Dương 2023 Hoàng Quốc Thưởng nêu bật truyền thống, quá trình phát triển bứt phá của thành phố Chí Linh và mong muốn sự kiện này trở thành hoạt động văn hóa du lịch tâm linh, trải nghiệm mới, góp phần thực hiện hiệu quả các chủ trương đường lối của Đảng về xây dựng, phát triển kinh tế xã hội của thành phố Chí Linh đến năm 2040. Phát biểu chào mừng của Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Trần Đức Thắng khẳng định, thành phố Chí Linh là vùng địa linh nhân kiệt, hội tụ nhiều di sản văn hóa, lịch sử đặc biệt của xứ Đông và của cả nước. Đây chính là những tiềm năng, lợi thế để phát triển kinh tế du lịch của tỉnh Hải Dương và thành phố Chí Linh cũng đã và đang tập trung phát triển kinh tế gắn với chú trọng phát triển văn hóa. Để văn hóa thực sự là nền tảng tinh thần, là nguồn lực và động lực cho sự phát triển toàn diện, Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận. Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban dân tỉnh đánh giá cao và ghi nhận sáng kiến của thành phố trong việc tổ chức chương trình Festival Chí Linh Hải Dương 2023 nhằm từng bước xây dựng một thương hiệu văn hóa đặc sắc, sáng tạo trên nền tảng các giá trị văn hóa căn cốt của dân tộc, tạo cơ hội để kết nối di sản văn hóa từ các địa phương trong cả nước. Chúng ta tin tưởng rằng thông qua chuỗi sự kiện trong chương trình sẽ là nền móng khởi đầu quan trọng để thành phố cũng như tỉnh Hải Dương tiếp tục có bước phát triển mới về dịch vụ du lịch, là tiền đề để thu hút các nhà đầu tư phát triển ngành du lịch cả về chất và lượng, từng bước trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong các ngành kinh tế của thành phố và tỉnh Hải Dương. Hiện nay, tỉnh Hải Dương đang cùng với tỉnh Quảng Ninh và Bắc Giang trình UNESCO công nhận Yên Tử, Vĩnh Nghiêm, Côn Sơn Kiếp Bạc là di sản văn hóa thế giới. Chương trình festival này là một hoạt động văn hóa cụ thể, tô điểm thêm cho Côn Sơn Kiếp Bạc, góp phần giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa của dân tộc nói chung và Côn Sơn Kiếp Bạc nói riêng. Đúng như tinh thần Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhiều lần khẳng định, văn hóa là bản sắc của dân tộc, văn hóa còn thì dân tộc còn, văn hóa mất thì dân tộc mất. Tôi tin tưởng rằng với tinh thần đổi mới, sáng tạo, thân thiện và hiếu khách của người Hải Dương, cùng với sự quan tâm, hỗ trợ hiệu quả của các cơ quan trung ương, các địa phương bạn, du lịch thành phố Chí Linh, du lịch tỉnh Hải Dương sẽ phát triển và định vị rõ nét hơn giá trị điểm đến trên bản đồ du lịch Việt Nam. Sau phát biểu chào mừng của Bí thư Tỉnh ủy Trần Đức Thắng là chương trình biểu diễn nghệ thuật gồm 3 chương Âm vang nguồn cội, Tinh hoa hội tụ, Khát vọng tỏa sáng, ngợi ca các giá trị truyền thống của vùng đất Chí Linh và tinh thần đoàn kết, ý chí quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân 15 dân tộc anh em quyết tâm xây dựng thành phố ngày càng phát triển. Chương trình nghệ thuật hoành tráng có sự tham gia của 300 nghệ sĩ diễn viên biểu diễn các ca khúc đặc sắc và những sáng tác mới về thành phố Chí Linh và tỉnh Hải Dương tràn đầy sức sống và khát vọng phát triển.
Festival Chí Linh Hải Dương 2023 còn là nơi giao lưu của các đoàn nghệ thuật cổ truyền đến từ các tỉnh, thành phố phía Bắc, tạo ấn tượng đặc sắc, hấp dẫn, mới lạ của một festival lần đầu tiên được tổ chức.